Trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất 2018, chiều ngày 2 tháng 2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, chúc thọ đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại nhà riêng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính chúc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười mạnh khỏe, trường thọ, thông báo một số nét về tình hình đất nước, những công việc mà Đảng, Nhà nước đang chỉ đạo triển khai. Đồng chí Đỗ Mười sinh ngày 2 tháng 2 năm 1917 tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, sớm tham gia hoạt động cách mạng và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản, được tôi luyện trưởng thành qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Đỗ Mười đã từng trải qua nhiều cương vị công tác, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Bước sang 102 tuổi, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vẫn hàng ngày đọc báo, nghe đài, theo dõi sát tình hình đất nước và vui mừng nhận thấy không khí trong nhân dân nô nức, phấn khởi, đất nước đạt nhiều thành tựu quan trọng. Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính chúc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và gia đình dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc.